Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh. Lê Minh tiếp tục like một đề tài hôm nay. Lê Minh thấy thì theo dõi trên Facebook cũng như một số truyền thông, anh chị và các bạn, tình hình mà câu chuyện cái vụ án ở ngoài Đồng Tâm, ngoài Hà Nội. Nếu mà so sánh thì Lê Minh thấy rằng về nói về chính sách nhân đạo của Việt Nam, cần tôi nói anh chị và các bạn có một không hai. Về tôi đem ra để so sánh với cái vụ án Đồng Tâm và những cái vụ án ở bên Mỹ, và để anh chị các bạn thấy rằng cái sự khác biệt của một cái nền dân chủ Mỹ, Mỹ dân, và một cái quốc gia, một đảng, một cái thể chế luôn luôn lấy dân làm gốc và đem cái pháp luật Việt Nam bằng cái sự công bằng, bằng một cái sự rõ ràng, phù hợp, đúng người, đúng tội. Thì các bạn thấy gần đây có những cái nhóm dân chủ cội và những thành phần chống phá đất nước, nó sử dụng những câu chuyện Đồng Tâm, vụ án Đồng Tâm để nó mị dân, nhằm nó kích động những người họ không có sự hiểu biết. Nó cho đó là một cái vụ án oan sai mà Việt Nam mình hiện nay xử rất là đúng. Ngay cả nó dùng những hình ảnh của nước ngoài, nó mượn một số tay chính trị nào đó và nó xúi họ là muốn Việt Nam phải công khai. Tôi nói chuyện các bạn, luật pháp ở Mỹ, luật pháp ở những cái quốc gia mà tụi nó cho là tự do, dân chủ và nhân quyền đó, không bao giờ có những cái chuyện đó. Bởi vì cái thằng mà tư bản, mà cái quốc gia mà nó tự cho là dân chủ, tự do, nhân quyền thế này thế nọ đó, nó xử sự pháp luật rất là khắt khe. Nó xử sự ở ngoài tòa án của nó một cách rất là triệt để, không có cái sự khoan hồng trong đó, không có sự nhân đạo trong đó. Tôi lấy ra bằng chứng để tôi so sánh cho anh chị các bạn biết. Vụ án Đồng Tâm, tôi đem so sánh với cái vụ án Waco, Texas ở bên Mỹ. Đây là một vụ án động trời, một cái vụ án mà xảy ra suốt 5-6 tháng trời ở tại Mỹ. Đụng độ giữa chính quyền liên bang dưới lại dân sự, khi ông David Koresh, ông này là một người mục sư, ông ta lợi dụng tôn giáo, ông ta xây dựng một cái trang trại riêng biệt, cái vùng đất, và ông ta đem những người tín đồ mà theo ông ta, cái tôn giáo của ông ta đó, để vào trong đó, và ông ta thuyết phục những cái người tín đồ đó theo ông ta một cách tuyệt để. Các bạn biết họ đem nhà cửa, tiền bạc, họ cống hiến cho cái ông mục sư này hết. Và cái ông mục sư này đó, ông mới lấy những cái đồng tiền của những người mà tín đồ đó, ông mua những cái vũ khí hạng nặng vì ông có mục đích chống lại chính quyền. Cho nên chính quyền liên bang FBI vào cuộc điều tra và muốn ông phải giao lại những cái vũ khí hạng nặng đó. Các bạn biết khi mà ông không chấp nhận và ông đối đầu với lại chính phủ liên bang, họ sử dụng cả những cái đội cảnh sát đặc nhiệm, ngay cả những chiến đấu cơ, những chiếc trực thăng các bạn biết hiện đại và trực thăng để vào gọi là đấu súng với ổng suốt mấy tháng trời như vậy. Các bạn biết nó xảy ra một cái vụ án đó, thằng Mỹ nó trừng trị rất là thẳng tay, nó tiêu diệt ngay tại chỗ. Các bạn biết nó dùng cả quân đội, vũ khí, nó tiêu diệt ngay tại chỗ, chứ không có để giống như là ra ngoài tòa. Các bạn biết cũng có một số cảnh sát liên bang và lính bị chết trong cái vụ án Waco, Texas, chứ không phải là không nha anh chị bạn. Nếu tôi sẽ có cái link để đưa cho anh chị, mà tôi nói cái gì là nó có bằng chứng. Các bạn thấy ở bên Mỹ là nó tiêu diệt tại chỗ, chứ không phải Việt Nam mình bắt rồi ra tòa, rồi để những cái thành phần mỹ dân, những cái đám chống cộng thổ tả ở hải ngoại, và những cái đám truyền thông thổ tả như BBC, RFA, Đài Loan, và những cái trang mạng xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy nó ra rả, nó lên án cái vụ Đồng Tâm, nó lợi dụng bởi có những người mà họ không hiểu biết về pháp luật, và họ cho rằng Việt Nam xử sự không công bằng. Nhưng tôi thấy đó là một sự hiện nay rất là hợp lòng dân. Những mạng sống của những người chiến sĩ ấy bị những người ở Đồng Tâm, họ đã tổ chức, họ cố ý hành động giết người và chống lại những người thi hành công vụ, chống lại pháp luật của Việt Nam. Các bạn thấy, còn ở Mỹ nó tiêu diệt ngay tại chỗ. Anh chị các bạn thấy
sau cái vụ án của David Koresh đó, các bạn biết thân nhân của những người tín đồ của họ họ bức xúc. Thì trong đó có một cái thằng thằng này là nó là lính đặc nhiệm, nhưng mà nó cho về về giống như là các bạn biết nó xong cái chuyến đi của nó khi lính ở Mỹ, lính đặc nhiệm nó khi nào nó đi có chuyện thì nó mới đi ra chiến trận, còn không thì nó về nhà nó chỉ làm dân thường thôi. Thì cái thằng này các bạn biết nó cũng là một phần tín đồ ở trong cái nhóm của ông David Koresh này. Thì nó rất là hiểu biết về vấn đề chế thuốc súng và đạn dược. Anh chị em các bạn nhớ cái nó cũng không khác gì cái vụ mà án ở Đồng Tâm đâu nhá. Thì cái thằng Timothy McVeigh này đó, các bạn biết nó chế súng móng, tại vì nó là lính đặc nhiệm mà nó rất là rành. Nó chế một trái bom 1.000 kg, các bạn biết nó chế một châu để đặng nó trả thù cho ông David Koresh. Khi nó đặt một trái bom đó ở tại một cái tòa nhà của chính quyền liên bang Federal Building đó, các bạn biết giết rất là nhiều người vô tội. Nó nổ một cái, các bạn biết cái tòa nhà cả chục tầng đó, mà nó ăn khuyết từ ở dưới lên tới trên đó. Từ ở dưới đất mà lên tới trên nó khuyết vô cái nhà. Tội nhất là những cái đứa trẻ em ở trong cái nhà trẻ đó bị chết rất là nhiều. Sau cái vụ đó thì thằng này nó bỏ nó chạy. Thì cảnh sát mặc dù họ thấy thằng này nó chạy ráo riết ở trên đường và họ theo dõi những cái máy quay phim đó, thì họ chặn bắt được cái thằng Timothy McVeigh này. Các bạn biết thằng Timothy McVeigh này nó là một cái người dân, nó sống ở tiểu bang gọi là mình đó, Arizona, nó thuộc cái thành phố thị trấn gọi là Kingman. Nó điều tra thằng này, bắt đầu nó bắt một cái thằng này, nó có một người theo, một cái thằng Nikolai là cái thằng này cũng là trong cái nhóm mà của nó. Thì thằng này nó có hợp tác để giúp, để phụ với cái thằng Timothy McVeigh chế cái bơm một tấn đó, 1.000 kg đó anh chị các bạn biết. Thì cuối cùng nó bắt thằng Timothy McVeigh này, các bạn biết không, nó tử hình. Thằng này còn cái thằng Nikolai McVeigh đó, tại vì nó đầu thú, nó tự động nó ra nó đầu thú, nó thấy giết người quá nhiều vô tội như vậy. Khi những cái nhóm mà họ chống là chính phủ đó, thì các bạn thấy nó hàng Mỹ nó khoan hồng, nó chỉ khoan hồng, nó giảm tội, chỉ cái thằng này nó tự đầu thú mà nó không có cố ý, nó cảm thấy nó đã sai lầm thì nó không có trực tiếp đánh bom, nhưng mà nó chỉ hợp tác với cái thằng mà chủ mưu đánh bom là cái thằng Timothy McVeigh. Thì các bạn thấy nó tử hình. Các bạn thấy luật pháp của Mỹ nó rất là khắc nghiệt với bất cứ những người nào bước qua cái lằn ranh giới của nó. Nhưng trong khi đó ở Việt Nam xử cái vụ án Đồng Tâm đúng người đúng tội rất là rõ ràng. Mà các bạn thấy hiện nay những cái thành phần mà nhóm mà nó chống phá đất nước, nó lợi dụng, nó xuyên tạc, nó dùng vào đó để đặng nó kích động những cái người dân, nó kích động cái sự hận thù trong cái đất nước Việt Nam mình, và nó làm cho những người không hiểu biết nó hoang mang, nó làm cho người ta bị giống như là cho rằng là chính phủ Việt Nam xử sự không công bằng. Các bạn thấy vào trong những một số anh chị em các bạn chia sẻ về vụ án Đồng Tâm đó, có một số những thành phần họ kém hiểu biết, họ bảo rằng ý của người dân, nhưng mà tại sao chưa hỏi họ ý họ. Tôi hỏi dân là dân nào? Dân thì cũng có nhiều loại dân. Dân những người ta thượng tôn pháp luật, người ta hiểu biết pháp luật, chứ không phải là cái dân mà đầu đường xó chợ, cái dân mà bất mãn chính phủ, cái dân mà bất mãn đất nước, cái dân mà đi ra đường thấy cái gì cũng bất mãn, bởi vì muốn chính phủ phải cho mình ăn không được thì mình bất mãn. Cái đám chân đó hiện nay nó đang trên mạng, nó cứ đòi hỏi tại sao không hỏi ý nó. Tôi hỏi nó, bạn là dân nào, tại sao phải hỏi ý bạn? Bạn đâu phải là một thành phần đại đa số của số đông của những người dân mà người ta đồng hành đâu. Đâu phải là những nạn nhân của những gia đình, mà những chiến sĩ người ta đã chết đau đớn, đổ xăng đổ dầu, làm hầm để đặng mà chôn sống người ta như vậy đâu. Các bạn thấy cái sự dối trá của những cái thành phần dân chủ cội và những thành phần chống phá xuyên tạc đất nước, cái sự dối trá của tụi nó rất là tột cùng. Đây, trong khi đó những cái quốc gia mà tụi nó đang sống về vấn đề dân chủ của nó, các bạn biết nó dùng pháp luật nó răn đe, còn đối với những cái nhóm lợi ích và chính trị gia của tụi nó thì tụi nó lòn lách với nhau, tụi nó mua chuộc lẫn nhau.
và tụi nó thao túng lẫn nhau. Còn đối với dân mà khi mà anh mà phạm pháp, nó trừng trị thắng tay. Tôi nói anh chị các bạn, những cái vụ án ở bên nước Mỹ mà khi mà người dân mà có ý đồ chống lại chính quyền, nó sẽ xử một cách triệt để, nó thắng tay trừng trị, nó có thể tước quyền công dân, dù người đó là người Mỹ da trắng hay là bất cứ những người nào là làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của thằng Mỹ. Các bạn thấy trong lịch sử Mỹ nó có rất là nhiều, ngay cả những người dân Nhật ngày xưa, khi mà cái cuộc chiến mà ở trong châu cảng cũng vậy, thằng Mỹ nó nghi ngờ những cái người dân này, người dân Nhật này tình báo cho Nhật để đánh chân châu cảng. Các bạn biết nó tập trung, nó đưa cả mấy triệu người dân Nhật vào trong trại tập trung hết. Bao nhiêu tài sản tiền của sự nghiệp của người ta tan nát. Đâu phải giỡn đâu. Sau vụ chính biến cố 1-1 như vậy, nó siết lại an ninh nước Mỹ. Nó đặt máy quay phim, nó lập ra một cái ban gọi là một cái ban ngành mới, gọi là an ninh quốc gia. Các bạn thấy lập ra một cái ban ngành để đặng mà làm sao theo dõi quán xuyến cái vấn đề dân sự. Đâu phải giỡn đâu, đâu phải anh là người dân, anh có quyền nói gì anh nói, nhưng mà anh đừng có làm tổn hại đến an nguy quốc gia thôi. Như tôi đã thường hay chia sẻ, ngay cả thằng Snowden Edward, nó là một người Mỹ trắng và công dân Mỹ, là người Mỹ chứ không phải là công dân. Mà các bạn thấy khi nó làm ảnh hưởng đến an nguy quốc gia Mỹ, là ông Obama tước quốc tịch thằng nhỏ chạy dắt dò cằn cổ phải xin tị nạn bên Nga. Thằng Bradley Manning là thượng sĩ, hạ sĩ, khi nó tiết lộ những cái thông tin của nước Mỹ cho thằng WikiLeaks là nó bắt thằng nhỏ kêu án 35 năm tù. Các bạn thấy nó khắc nghiệt. Còn những người nào mà bán đứng nước Mỹ, hay là những cái hành động mà làm ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ, các bạn biết nó bỏ tù coi như là khủng khiếp chứ không phải giỡn. Nhưng mà không phải là bỏ tù không nha, tôi nói chỉ các bạn biết nha. Tại vì nhiều khi anh chị các bạn không có cơ hội để tìm hiểu trong những trang báo của tiếng Anh của Mỹ vào những cái người mà phạm tội mà về an ninh quốc gia, nó tra tấn. Tôi nói anh chị, mà nó đi tàu bay. Tôi nói anh chị các bạn, những cái điều này không, khi tôi nói ra những người mà họ thích Mỹ hay họ yêu Mỹ, họ không thích tôi, họ nói tôi là tại sao sống ở Mỹ đi nói nước Mỹ vậy, đó là sự thật. Tôi nói chuyện mà đó là những cái sự thật, chứ không phải là tôi nói hằng bà. Tại sao hằng Bradley, hằng Snowden Edward nó sợ mà nó chạy, nó biết, các bạn biết nó nếu mà nó bị bắt đó, là cuộc đời của nó sẽ khổ lắm, không thể nào mà chịu nổi sự tra tấn. Tới nỗi hằng Bradley Manning gì, các bạn biết sự tra tấn dã man đó, nó bị nhốt ở trong những, nó bị khủng bố và tinh thần của nó chịu không nổi, tới nỗi mà nó phải chuyển đổi giới tính của nó luôn. Thằng nhỏ bị coi như là dở sống dở chết để đặng nó khai ra những cái gì nó móc nối với ai, nó làm ảnh hưởng tới an nguy nước Mỹ, chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói chị các bạn, nhiều khi tôi nói chia sẻ với các bạn, nó có thể ảnh hưởng đến an nguy sinh mạng của tôi chứ, nhưng mà tôi không có sợ. Tôi bây giờ là không có gì phải sợ chứ, bởi vì tôi yêu cái đất nước, tổ quốc này, cái tổ quốc này, cái đất nước này. Biết bao nhiêu người đã hy sinh, biết bao nhiêu người đã đổ máu nằm xuống. Các bạn thấy họ đã nằm xuống trước giờ phút cuối của ngày thống nhất đất nước, một thời, một tuổi trẻ của tôi. Các bạn thấy anh Nguyễn Thái Bình, mặc dù anh đến đất Mỹ, anh sinh sống và anh học tập, nhưng luôn luôn tinh thần yêu nước tổ quốc của anh luôn sáng ngời. Các bạn thấy tinh thần của anh Nguyễn Văn Chỗi và Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, chúng ta không thể nào quên ơn những người đó được. Phải vạch mặt những cái đám chống cộng phá hoại đất nước và những thành phần dân chủ cụi, cái đám khốn nạn phá hoại đó. Cho nên cái vấn đề mà đồng tâm hiện nay, tôi nói như vậy, cái sự xử sự của nhà nước Việt Nam mình rất là khôn khéo. Chúng ta phải tin tưởng vào những người lãnh đạo Việt Nam đang lái cái con thuyền vận mệnh đất nước để bảo vệ cái sự bình yên Việt Nam, phát triển kinh tế, dân giàu nước mạnh, xã hội ngày càng một công bằng hơn. Thôi thì là mình ngừng like ở đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye anh chị các bạn.